Và xin chào toàn thể anh em. Và quay trở lại video buổi chiều ngày 12 tháng 6 năm 2020. Và bên em tiếp tục giới thiệu combo bộ karaoke nghe nhạc có mức giá 18.300.000, gồm có 3 sản phẩm. Vâng, đi đến từng sản phẩm và giá cụ thể của từng sản phẩm để các bác nắm được. Vâng, đầu tiên em xin giới thiệu đây là một chiếc đẩy công suất bãi xịn của Anh Quốc. Tên của sản phẩm là Watford Pro, mã của sản phẩm là MP1200. Đây là một dòng đẩy 2 kênh và được thiết kế 20 sò công suất. Và chiếc đẩy này có giá 4.200.000 đồng. Và sản phẩm thứ hai đó là một chiếc van Lex FX8 giá 1.600.000 đồng. Đây là một chiếc van Lex hàng xịn. Và cuối cùng sản phẩm thứ ba đó là một cặp loa bãi Mỹ có tên là TV, mã của sản phẩm là MP115. Nó được thiết kế một bát 40 một chiếc kèn. Đây là một dòng loa chất lượng hàng bãi xịn của Mỹ TV. Vâng, cho tôi nghe nhạc hát karaoke và em đã combo đấu ghép lên để giới thiệu đến toàn thể anh em có mức giá 18.300.000. Thì mong nhu cầu mua sắm anh em hãy liên hệ theo hai số máy 0974637646 và 0918249265. Vâng, bộ nghe nhạc hát karaoke rất là hay với một cặp loa Mỹ TV PV115. Buồn thương
tình em giữa mây ngàn.